Một dự án ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè mà đang được anh chị và các bạn quan tâm trong thời gian qua. Một dự án mang đậm màu thời gian, được khởi công từ năm 2011 đến nay, vừa được chủ đầu tư Novaland hồi sinh lại. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với dự án The Grand Sentosa. Với quy mô lên đến 8,3 hectare, mật độ xây dựng chỉ 29%, còn lại là các tiện ích nội khu cho cư dân tại dự án. Các tiện ích nổi bật tại dự án The Grand Sentosa có thể kể đến như bến du thuyền thước đo mới của giới điện mộ, sở hữu một bến du thuyền trong lòng dự án càng khẳng định giá trị và vị thế đẳng cấp cho chính chủ cư dân. Khu ẩm thực mua sắm ven sông, nơi mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa sắc màu từ ngày sang đêm bên phố đi bộ bên sông. Quảng trường view sông, thì tại đây quảng trường bờ sông góp phần làm cho diện mạo dự án trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn so với những dự án khác tại khu vực. Hồ bơi cảnh quan, không gian thư giãn của hồ bơi sinh thái tọa lạc ngay giữa trái tim của The Grand Sentosa, kiến tạo nên cảnh quan nghỉ dưỡng hiện đại bao phủ với những hàng cây xanh mát. Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, trải nghiệm thú vị dành cho những cư dân tinh hoa tại The Grand Sentosa. Nơi đây hội tụ đầy đủ những chức năng như thương mại, dịch vụ, văn phòng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng đa tầng lớp. The Grand Sentosa được phát triển bởi ông lớn và tập đoàn Novaland. Nhân tố chính trong hệ sinh thái Nova Group là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản tại Việt Nam. Để nhận thêm thông tin chi tiết về dự án The Grand Sentosa, anh chị hãy liên hệ cho em số điện thoại. Bye bye!